Ngụy Chiêu bái sư. Ngụy Chiêu là học trò rất nổi danh vào thời Đông Hán, từ nhỏ tư chất hơn người, rất cung kính thầy dạy, tâm cầu học rất chí thành, đã trở thành giai thoại. Thiếu gia, cuối cùng cũng đã đến quận Thái Nguyên, tới chỗ của Quách Thái rồi. Là Quách tiên sinh, đã nói bao nhiêu lần rồi. Thiếu gia, cậu cũng thật là, ở kinh thành, cậu chính là thần đồng thái học tiếng tăm lẫy lừng. Triều đình ban chức đồng tử lang mà cậu không chịu, là đi từ ngàn dặm xa xôi tới đây cầu học cái gì không biết nữa. Được rồi đại hỷ, trên đường đi ngươi đã nói không biết bao nhiêu lần. Đến Quách phủ rồi. Gọi cả nửa ngày trời mà không ai ra mở cửa. Nhỏ tiếng một chút, có khi tiên sinh đang nghỉ ngơi. Biết đâu lại lên mặt ta đây. Không thể nào, Quách tiên sinh gian dành bốn biển, nhất định tài năng xuất chúng. Ngài lại vì dân vì nước, sống ngay thẳng đạm bạc, chính là bậc thầy và học giả hiếm hoi trong thiên hạ. Sao có thể là người như ngươi nói? Thiếu gia, cậu đúng là, ngay cả gửi thiệp báo trước cậu cũng không làm, có được không? Học là quá trình không có điểm dừng, chỉ có bậc thầy chân chánh mới có thể cho ta trí tuệ, giúp ta nhập vào cảnh giới tối cao của nhân sinh. Vậy nên bái sư cần thành tâm cung kính mới được. Là ai vậy? Lão nhân gia, tại hạ từ kinh thành đến, ngưỡng mộ danh tính học thức của Quách tiên sinh, nên đến tìm Quách tiên sinh xin cầu học. Lại đến bái sư à? Thật không dám giấu, dạo này sức khỏe của tiên sinh không tốt, không tiện tiếp khách, hãy về đi. Sao lại như vậy? Lão quản gia khoan đóng cửa, tôi cần đi ra ngoài. Quản sinh từ từ đi nha. Đây chẳng phải là giọng của Quách tiên sinh? Thái độ gì đây? Người đó chắc là đệ tử của ông ấy. Quách Thái nhất định đang ở bên trong dạy học, lại mượn cớ bị bệnh. Rõ ràng là ý mình người nổi tiếng lên mặt. Không được nói vậy. Học trò không được làm phiền thêm bệnh tình của tiên sinh. Đây là lễ tôn kính thầy căn bản nhất. Chúng ta đi trước rồi tính. Từ nhỏ đến giờ có ai từ chối cậu? Quách phủ cả việc này cũng không biết điều. Được rồi, Quách tiên sinh có lẽ có nhiều nỗi khổ tâm, không tiện nói cho người ngoài biết. Người không nghe thấy âm thanh vừa nãy sao? Là cái gì? Trước tiên chúng ta cứ tìm quán trọ cái đã. Đây không phải là đứa trẻ muốn bái sư sao? Tiểu đệ Ngụy Chiêu, xin hỏi đại ca xưng danh thế nào? Di huynh Quảng Doãn, đi theo ta, ta có vài câu muốn nói với đệ. Tiểu đệ có một chuyện thắc mắc, có thể hỏi Quảng huynh trước không? Vì sao khăn vấn đầu của những người đọc sách chúng ta đều có hình trái đào? Điều này trong giới thư sinh là cách đeo rất thông dụng. Lai lịch của nó phải bắt đầu từ Quách tiên sinh. Ban đầu, Quách tiên sinh đi đường mắc mưa, bèn lấy khăn đội đầu dấn thành quả đầu để ngăn nước mưa. Không ngờ sau đó mọi người đua nhau bắt chước. Vì tiên sinh tên tự là Lâm Tông nên mới gọi là khăn Lâm Tông. Ta nhìn dáng vẻ của đệ chắc là con nhà giàu từ kinh thành đến, nền tảng hiểu biết cũng không tệ. Dĩ nhiên, chúng tôi ở kinh thành được nhậm chức đồng tử lang dành cho thần đồng, nhưng không thèm làm đó chứ. Giỏi cho tiểu đệ còn nhỏ đã làm đến quan lớn, nhưng dù đệ có quan quyền vinh hiển cỡ nào, Quách tiên sinh nhận đồ đệ đều đối xử giống nhau. Ngày ấy chọn học trò rất khắt khe, cửa nhà họ Quách khó bước vào, còn khó hơn lên trời. Xin quan huynh chỉ dạy. Di huynh ta thấy có duyên với đệ nên ta sẽ mách nước cho. Đệ vốn đã có học nghiệp thành tựu sâu dày, chỉ cần học lén dài ba buổi học, lại dấn thêm khăn Lâm Tống thì đã trở thành đệ tử của Quách môn rồi. Cũng không có ai kiểm tra đệ đâu mà lo. Chủ yếu là có được tiếng, là đệ tử của bậc danh sư, sau này muốn làm việc gì cũng dễ dàng hơn. Thiếu gia, Quách tiên sinh muốn gặp được cũng khó. Cậu ngàn dặm xa xôi đến bái sư, không phải là muốn làm học trò của ông ta sao? Cách này nhanh gọn. Xong rồi cậu có thể trở về kinh nhậm chức đồng tử lang của cậu, có khi còn được lên chức cao hơn. Đại hỷ, đa tạ quan huynh chỉ điểm. Nhưng tiểu đệ lấy việc cầu học trước, phải tôn kính thầy làm trọng. Đâu cần quan tâm thầy mình có tiếng tăm hay là không. Làm như vậy chỉ càng thêm sự nghi ngờ. Quan trọng nhất là cách làm đầu cơ như vậy tuyệt không phải là tác phong của người muốn cầu học vấn chân thành, cũng không có thái độ tôn kính thầy. Người làm
Thiếu gia, cậu định làm gì vậy? Sao lại là cậu? Lão quản gia, con muốn ứng tuyển. Cậu? Không được, chúng tôi cần kẻ trai tráng khỏe mạnh. Còn cái gì cũng làm được. Thiếu gia, cậu điên rồi. Cậu là thân phận gì chứ? Ta đã nhất quyết phải bái sư cho bằng được. Đây là thành ý của ta. Ngươi không được cản ta nữa. Quay về đợi ta. Sân nhà của tiên sinh đã được quét dọn trong ngoài sạch sẽ lắm rồi, không cần quét nữa đâu. Ông đồng ý cho con ở lại rồi. Hoàng sinh, mời. Xem ra Hoàng Quân thật sự là đệ tử đắc ý của tiên sinh, nên mới được vào chỗ ở của thầy. Ta ra ngoài lo chút việc, cậu trong nhà cẩn thận. Dạ. Người như thế là ruồng bỏ vợ con. Tiên sinh sao có thể nói vậy? Ngài cũng biết tôi xuất thân nghèo khó, có thể được Tư Đồ đại nhân coi trọng, nhận làm con rể chính là cơ hội tốt để vươn lên. Người có chí tiến thủ có gì sai? Ta đột nhiên xông vô có nên hay không đây? Lần trước là để đến nói cho ân sư biết, lần này đặc biệt đến cảm tạ ân sư đã dạy dỗ nhiều năm và nói lời từ biệt. Người sống không trung hậu thành thật, rồi sẽ hủy hoại thanh danh của mình. Cậu là ai? Con là Ngụy Chiêu, đến từ Kinh Thành. Sớm đã nghe tiên sinh học thức uyên bác, con muốn xin bái sư học đạo. Sao ngươi vào được đây? Là lão quản gia nhận con vào làm trong phủ của ngươi. Không phải là cầu học à? Sao lại làm nô bộc rồi? Tiên sinh không dễ gì nhận đồ đệ, nhưng Ngụy Chiêu thành thật muốn đi học. Vì thầy dạy chữ nghĩa thì dễ gặp, thầy dạy làm người lại khó tìm, thế nên con chấp nhận làm việc quét dọn. Nói nghe rất hay. Có nhiều người lúc đầu đến cầu học cũng rất giống như cậu, nhưng kết quả ra sao? Không phải đều là nửa đường bỏ cuộc. Có thể kiên trì đến cuối cùng có mấy người. Nè cậu bé, tốt hơn là cậu suy nghĩ lại đi. Là tai hạ đã quên mất sự giao phó của người. Ngụy Chiêu này trước đây có một lần đến phủ xin học, tai hạ đã y theo sự phân phó của người đuổi đi. Nhưng sau đó không ngờ cậu ấy lại đến, còn ứng tuyển làm người hầu trong phủ, cố chấp không chịu đi. Tại hạ thấy mấy ngày nay cậu ấy chăm chỉ làm việc nên mới giữ lại. Ai lúc mới đầu cũng siêng năng tháo giác, đó chỉ là làm ra vẻ. Tại hạ thấy đứa bé này lặn lội xa xôi tới đây, nếu cần thì có thể quan sát thêm vài ngày. Xem ra cậu ta giỏi lôi kéo lòng người, ngay cả lão quản gia của ta cũng bị lôi theo. Được rồi, để cho cậu ấy quét dọn trong ngoài chỗ của ta. Ta muốn đích thân kiểm tra xem cậu ấy rốt cuộc là loại người nào. Tiên sinh, Ngụy Chiêu đã quét dọn xong rồi. Dạ. Sao rồi cậu bé? Mỗi ngày Ngụy Chiêu đều theo quy định quét dọn, không thấy tiên sinh có chỗ nào bất mãn, nhưng cũng chưa hề nói với con câu nào. Cứ tiếp tục cố gắng đi. Tiên sinh, tại hạ có một việc không biết có nên nói hay là không. Nói đi. Hôm nay tại hạ có đi ngang qua nhà của quản sinh, thấy nhà cậu ấy đang dọn dẹp, chuẩn bị nạp tiếp. Quá thật, tình quan Doãn này vì muốn trèo cao, cuối cùng cũng dứt bỏ chánh thê của hắn. Quan Doãn? Nhưng con gái của Tư Đồ đại nhân ấy làm sao có thể cam chịu làm tiếp? E là vợ cả của anh ta sau này phải chịu khổ rồi. Một kẻ tài năng như thế cứ vậy mà bị quỷ hoại. Tiên sinh, xin đừng giận. Tiên sinh, người cả ngày nay không ăn gì rồi, xin hãy dùng một chút đi.
Tiên sinh, xin người đừng như vậy. Mong người hãy giữ gìn sức khỏe. Người thật lỗ mãng, xông vào đây làm gì? Con xin lỗi, con chỉ vì lo lắng. Ta muốn yên tĩnh. Người lùi xuống đi. Dạ. Ừ. Dạ. Ông cũng nghỉ ngơi đi. Sao cậu còn chưa đi ngủ nữa? Tiên sinh tâm tình nặng nề. Con sợ ngày đêm khuya có cần việc gì nên muốn đứng ở đây canh giữ. Khổ cho cậu rồi. Do con mới nãy nóng vội, không biết ý tứ đã làm phiền tiên sinh. Làm thế này thì không phiền đến người nữa. Đúng là đứa trẻ hiểu lễ nghĩa. Nghe nói mấy ngày trước khi Hoàng Doãn nạp thiếp đã xảy ra chuyện, không biết là vị trưởng bối nào đã đến nhà cậu ta. Trước đám đông chỉ trích Hoàng Doãn nạp thiếp là vì muốn lợi danh con rể của Tư Đồ đại nhân, ngay cả lúc đầu bái sư Quách tiên sinh cũng là muốn dựa hơi vào danh tiếng của ngài ấy, không đối quà gì đến lời dạy của ân sư, làm nên chuyện vong ân bội nghĩa, thật là uổng phí một tài hoa. Quách tiên sinh đau lòng đến xót xa ngã bệnh. Đa tạ đại phu, ông từ từ đi. Ngụy Chiêu, cậu tạm thời thay ta chăm sóc tiên sinh. Đại phu nói mấy ngày nay tiên sinh phải ăn cháo, để ta đi nấu. Dạ vâng. Lão quản gia, ta không muốn ăn gì. Tiên sinh, thực ra cần gì phải đau lòng đến vậy? Người nghĩ xem, Hoàng sinh còn trẻ, nếu có thể tỉnh ngộ hối cải thì mới có thể hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai được. Lần thất bại này cũng chưa hẳn là việc xấu. Lão quản gia, ông thật khéo biết cách an ủi người khác. Vậy nên, người phải hồi phục lại để còn tiếp tục dạy dỗ chỉnh sửa hoàn thiện mình. Ai bảo người là thầy dạy giỏi làm gì? Huống chi, còn có nhiều học trò đợi người mà. Lão quản gia, ông đừng đi, ở lại chăm sóc cho ta. Để Ngụy Chiêu nấu đi. Dạ. Dạ. Con cái nhà giàu, việc quét dọn còn may ra, còn chuyện nấu nướng e là bếp núc còn chưa bao giờ đặt chân đến. Lần này phải xem bản thân cậu ấy rồi. Lão quản gia, ông có thể chỉ cho con cách nấu cháo được không? Thật ra con chưa nấu cháo bao giờ hết. Chưa từng nấu nhưng cũng đã ăn qua rồi. Cháo là được nấu từ gì? Dạ gạo. Biết vậy nhưng chưa hẳn là đã được đâu. Hả? Tiêu rồi, nát bét rồi, lại phải nấu cái khác. Tiên sinh, cháo nấu xong rồi. Cái này là cháo sao? Là gạo pha với nước thì có, một chút hương vị cũng không có. Xin thầy tha lỗi. Nếu chịu khó thì đâu có ra như vậy. Rõ ràng là không có lòng cung kính người lớn. Chẳng lẽ cậu có ý kiến gì với ta? Dạ con không có, con không có. Hay là vì ta lạnh nhạt với cậu? Dạ không phải, không phải. Vậy rốt cuộc là ý gì? Tiên sinh, Ngụy Chiêu lần đầu nấu cháo, thật sự không biết cách nấu. Xin cho con nấu lại bát khác à. Tiên sinh, cháo đã nấu xong rồi. Ngươi còn có thể nấu thành cái dạng gì nữa? Ta không ăn, hãy đem đi đi. Tiên sinh không ăn cháo của ta, có phải là không muốn nhận ta rồi không? Ta nhất định không thể bỏ cuộc được. Khóc cái gì đó? Dạ không có. Tiên sinh vẫn chưa ngủ. Tiên sinh chắc vẫn đang nghĩ đến việc của Hoàng Huynh. Kẻ thư sinh tầm thường ấy đã phụ ân thầy, tiên sinh còn nhớ đến hắn làm gì chứ? Đây là tự tìm khổ mà. Tiên sinh vì dạy dỗ học trò mà dốc hết tâm can, nhìn thấy học trò lầm đường lạc lối mới sinh bệnh. Đúng ra phải nói là tiên sinh là người thầy hết lòng thương yêu học trò, rất hiếm có. Tiên sinh thật tốt, có được những câu nói này của cậu, ta thấy nỗi ưu tư của ngài ấy không còn nhiều. Niềm vui lớn nhất của ngài là dạy dỗ học trò, nhất là phải khảo nghiệm học trò. Ta phát hiện ra đây chính là tật của lão sư. Lời lão quản gia nói thật kỳ lạ.
Không biết tiên sinh có chịu ăn cháo mình nấu không nữa. Ngụy Chiêu à, sao còn chưa đem bữa sáng cho ta nữa? Tốt quá, tiên sinh vẫn còn chờ đợi mình. Tiên sinh, cháo nấu xong rồi. Nhạt quá. Dạ, Ngụy Chiêu sẽ nấu lại bát khác. Ngươi không kính trọng người lớn thì làm sao mà nấu con cho được chứ? Dạ. Tiên sinh. Mặn quá. Dạ. Thật nhìn không ra được sự cung kính của người ở chỗ nào nữa. Người cố ý chọc ta phải không? Ngụy Chiêu không dám. Xin tiên sinh cho một cơ hội nữa. Tiên sinh, Hoàng Doãn đến rồi. Hả? Ân sư tại tượng, học trò sai rồi. Học trò đến tạ tội với thầy. Tư Đồ đại nhân quỷ bỏ hôn sự rồi. Học trò chẳng còn mặt mũi nào để nhìn vợ con và gia đình nữa. Càng không dám nhìn mặt ân sư. Học trò lúc đầu không nên vì danh lợi mà cầu học, dối gạt ân sư. Càng không nên làm ra chuyện thấy lợi quên nghĩa, quay mặt sự dạy dỗ của ân sư. Học trò hoàn toàn làm trái bổn phận tôn sư trọng đạo. Không dám mong ân sư tha thứ. Lần này con đến tự xin rút khỏi sư môn. Từ nay cũng không dám bước vào sư môn một bước, tránh làm ô nhục sư đồ. Người muốn đi đâu? Học trò tiền đồ mờ mịt, chỉ còn rời xa cõi trần, tự sinh tự diệt. Người tự bỏ mặt mình mới là ô nhục sư môn. Tiên sinh, mang lại đây. Dạ. Đây chẳng phải là đứa nhỏ kia sao? Quá lỏng. Dạ, Ngụy Chiêu lại. Nếu không có thành ý cung kính, ta thấy không cần phải phí sức nữa. Tiên sinh bất giận, hãy cho Ngụy Chiêu một cơ hội nữa. Ân sư, xin cho học trò nói vài lời cuối cùng. Đứa trẻ này học trò đã từng gặp trên đường tới phủ, sau đó con tình cờ gặp lại. Cậu ấy đã từng hỏi con về Khang Lâm Tống. Sau khi nghe con giải thích, cậu ấy đã nói: đâu cần quan tâm thầy có tiếng tăm hay không, làm như vậy chỉ càng thêm sự nghi ngờ. Quan trọng nhất là cách làm đầu cơ như vậy tuyệt không phải là tác phong của người muốn cầu học dấn chân thành, cũng không phải là thái độ tôn kính với thầy. Học trò có thể nhìn ra cậu ấy là thành tâm muốn học, tuyệt không phải giống như con chạy theo danh lợi. Hy vọng cuối cùng của học trò là có thể giúp ân sư nhận được một đệ tử tốt, báo đáp phần nào đó cho ân sư. Học trò sẽ ghi nhớ lời dạy sau cùng của ân sư, phản tỉnh sửa đổi tâm ý, làm lại người mới. Nấu một bát cháo mà làm nhiều lần như vậy, khiến người khác sớm đã mất hết khẩu vị. Ngụy Chiêu ngu dốt. Hoàng Doãn là học trò xuất sắc nhất của ta, nhưng thất đức mà uổng đi tài năng. Ta ba lần bốn lượt gây khó dễ cho con là có chú ý, chính là không muốn nhìn thấy đệ tử vì mua danh mà không có tâm cầu học. Chẳng trách lão quản gia lại nói những lời đó. Khổ tâm của tiên sinh, Ngụy Chiêu thấy làm hổ thẹn. Với Ngụy Chiêu, lễ với tôn sinh, lấy thành kính làm đầu. Còn nấu cháo hết lần này đến lần khác, không phải chỉ vì muốn chăm sóc sức khỏe của thầy, mà còn muốn giải trừ tâm tư trong lòng của thầy. Trong tâm có thành kính mới biểu hiện ra ngoài. Đầu tiên biết được bên ngoài, tới nay đã hiểu được tâm can. Quách Thái chính thức nhận Ngụy Chiêu làm đệ tử, dốc lòng truyền trao sở học. Ngụy Chiêu sau này cũng là một bậc đại anh tài, biết tôn sư trọng đạo, không vì tâm danh lợi. Trong giới học thuật chúng ta ngày nay đã hình thành nên một ý nghĩa hiện thực rất tích cực. Thank you.
mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.